Thưa quý vị, tháng 7 năm Canh Tuất 1010, vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Các nhà nghiên cứu lịch sử đều khẳng định, đây không phải là cuộc rời đô thông thường, mà là một sự kiện lớn lao của cả dân tộc, mở đầu cho thời đại độc lập và phồn vinh của nước Đại Việt. Sự kiện được đánh dấu bởi chiếu rời đô, một văn bản có giá trị to lớn về mặt chính trị, lịch sử và cả về văn học. Đáng nói là người có ảnh hưởng đến tư tưởng trị quốc của Lý Thái Tổ cũng như tới quyết định lịch sử này chính là một vị thiền sư. Nhân dịp người dân cả nước và Hà Nội hướng về đại lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, phóng viên bản tin An Viên 24 giờ đã cùng với các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ cùng những tư tưởng Phật giáo được gửi gắm trong đó. Cuối mùa xuân năm Canh Tuất 1010, tức chỉ khoảng vài tháng sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, mở đầu vương triều nhà Lý, ngài đã tự tay viết nên Thiên Đô Chiếu, hay còn gọi là Chiếu Rời Đô, từ Hoa Lư sang thành Đại La, mà sau đó sẽ được đổi tên thành Thăng Long. Trong mùa xuân khai sáng ấy, tại kinh đô Hoa Lư, Chiếu Rời Đô đã vang lên lời ngợi ca về thế rồng cuộn, hổ ngồi của chốn Tân Đô. Là người đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu về nhà Lý, ông Nguyễn Đức Thìn đã nghiên cứu rất kỹ Chiếu Rời Đô, một văn bản mà theo ông đã định hình nên sự thịnh vượng trong suốt 216 năm tồn tại của vương triều này. Cái việc Lý Công Uẩn viết cái Thiên Đô Chiếu, thật ra theo như tôi nhận thức thì đó là bản hỏi ý kiến triều thần về việc rời đô, mà người đời sau tôn vinh là Thiên Đô Chiếu. Bởi vì cái câu cuối cùng có rằng ý chậm thế, ý các khanh thế nào? Nếu chiếu thì cứ thẳng và giao trách nhiệm chứ. Nhưng mà vẫn có một cái câu như thế. Ta hiểu là đây là câu hỏi ý kiến của triều thần về việc rời đô. Mà cái chỗ này nó mới thể hiện là vua Lý đã lấy dân là gốc của nước. Trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản khắc năm Chính Hòa thứ 18, sử thần Ngô Sĩ Liên đã nhận xét: đất Thăng Long có địa thế hùng mạnh mà hiểm, rộng mà dài, có thể làm cho nơi vua ở hùng tráng, ngôi báu vững bền. Hình thế nước Việt thật không nơi nào được như nơi này. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu lịch sử đều khẳng định việc rời đô năm Canh Tuất 1010 là một sự kiện vô cùng quan trọng của cả dân tộc, được vua Lý Thái Tổ thực hiện qua sự thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, mà cụ thể là từ tầm nhìn của thiền sư Vạn Hạnh, người thầy và cũng là người đã hoạch định cho sự lên ngôi, kiến lập vương triều của ngài. Đức vua Lý Thái Tổ thì sinh ở chùa Cổ Pháp, tức chùa Ứng Thiên Tâm, chùa Dận. Và sau này lớn lên ở tuổi niên thiếu ấy, người thì đã có mặt để được học tập rèn luyện ở trong nhà chùa là chú Tiểu, ở chùa Thiên Tâm, ở chùa Quỳnh Lâm, ở chùa Kiến Sơ. Lý Công Uẩn, ông là con nuôi của nhà sư Lý Khánh Văn, mà là Lý Khánh Văn thì lại là em của sư Vạn Hạnh. Và năm 3 tuổi ấy, thì đã được Lý Khánh Văn gửi sư Vạn Hạnh nuôi. Và trên thực tế ra, chính sư Vạn Hạnh là người dạy dỗ Lý Công Uẩn ngay từ khi đang ở chùa, và là người dần dần từng bước một đưa Lý Công Uẩn vào trong triều đình Hoa Lư. Đây có thể nói rằng là sư Vạn Hạnh là người đã kiến tạo, đã đặt ra cái nền tảng để cho xây dựng vương triều Lý. Và chắc chắn trong cái ngôn ngữ của chiếu rời đô ấy, có những cái tư vấn, có những cái tham vấn của Lý Vạn Hạnh. Và rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái vai trò của Lý Vạn Hạnh trong cái chuyện mà cùng với Lý Công Uẩn ấy định đô ở Thăng Long là điều rất rõ ràng. Là người sinh ra và lớn lên trong môi trường thiền môn, được rèn luyện, dạy dỗ bởi các bậc thiền sư đức hạnh, Lý Công Uẩn đã mang triết lý của nhà Phật để xây dựng nên một triều đại mà ở đó, sự nhân văn, từ bi, lấy dân làm gốc là tư tưởng chủ đạo của cả vương triều. Và có lẽ điều này chính là công lao lớn nhất mà thiền sư Vạn Hạnh đã để lại cho dân tộc, mà việc rời đô chỉ là một trong số đó. Rõ ràng trong tư tưởng của Lý Vạn Hạnh ấy, thì ông cũng muốn mang cái nhân, cái ái, cái từ bi quảng đạo để mà trị dân. Do đó chính là chính cái tư tưởng này ấy, của triều Lý ấy, là theo với triều Lý suốt cả 216 năm. Và chính vì cái tư tưởng hòa đồng, tư tưởng từ bi bác ái quảng đại, nó đã tạo nên một cái nhà nước quân chủ Phật giáo.
1010 năm đã qua, lịch sử bao sự thăng trầm, kinh đô mấy lần đổi tên thì hào khí Thăng Long vẫn được nhân lên trong lòng dân tộc chúng ta, trong lòng tổ quốc của chúng ta. Trong cái vai trò lịch sử này, cái công lao rất lớn là của Đức Vạn Hạnh và Đức Khánh Văn. Thiên Đô Chiếu hay Chiếu Rời Đô đã thể hiện những ý tứ sâu sắc, tầm nhìn thời đại của vua Lý Thái Tổ cùng Thiền Sư Vạn Hạnh khi các ngài chọn thành Đại La làm kinh đô mới để tạo nghiệp lớn, tính kế phồn vinh, trường kỳ cho muôn đời sau. Hơn 1.000 năm đã trôi qua với bao cuộc bể dâu, biến thiên của lịch sử, nhưng mảnh đất Thăng Long, Hà Nội vẫn là chốn đế đô, là trái tim của cả nước. Tất cả đều bắt đầu từ một mái chùa, nơi những vị thiền sư đã nuôi dưỡng và đào tạo nên một bậc minh quân cho dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, một vị minh quân được dưỡng dục bởi một thiền sư là điều dường như chỉ riêng có tại Việt Nam. Thế nên không chỉ trong Thiên Đô Chiếu hay sự kiện rời đô về Thăng Long, mà trong toàn bộ tư tưởng trị quốc vua Lý Thái Tổ đều xuất phát từ cái gốc là tư tưởng Phật giáo. Và không chỉ riêng vua Lý Thái Tổ mà các vị vua thời Lý và sau này là thời Trần, rất nhiều thiền sư được tôn làm quốc sư. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi để tìm hiểu về tầm ảnh hưởng cũng như vai trò của những vị quốc sư triều đình trong giai đoạn lịch sử trọng đại này. Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Phương Chi đã nhận mời tham gia chương trình với kênh truyền hình An Viên ạ. Thưa Phó Giáo sư, thì rõ ràng là Chiếu Rời Đô thì là một cái di sản rất là quan trọng. Trong cái việc đưa ra cái quyết định Chiếu Rời Đô thì còn có cả cái sự tham vấn của các cái thiền sư, mà trong đấy là thiền sư Vạn Hạnh. Vậy thì Phó Giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn là vì sao dưới thời vua Lý Thái Tổ nói riêng cũng như là cả vương triều Lý nói chung thì các thiền sư cũng như các cái tăng thương thường được coi trọng và thường được tham vấn? Tại vì rất là đơn giản thôi. Chúng ta cứ vận dụng cái triết học Mác Lênin là vai trò của cá nhân trong lịch sử. Anh đứng đầu đất nước, anh chủ trương như thế nào, đường lối của anh ra sao, thì nó sẽ thể hiện ra xuống dưới nhân dân thực hiện là như vậy. Anh quan tâm đến nhân dân bởi tư tưởng Phật giáo nó tác động đến con người anh. Anh chịu cái sự giáo dục cũng như chịu cái sự thụ hưởng những cái giáo lý của Phật giáo thì nó cũng thể hiện ra cái những cái đường lối trị nước của vua Lý. Ví dụ là gì? Từ bi hỷ xả thì rõ rồi, nhưng mà lên ngôi mà cái là cụ ấy ra ngay một chính sách là tha thuế cho những cái người mà lang thang cơ nhỡ rồi đàn bà quá trẻ mồ côi vân vân. Đấy là gì? Đấy là cái lòng từ bi của cụ ấy đối với nhân dân, những cái người mà tầng lớp nghèo khổ trong xã hội. Thưa Phó Giáo sư, vậy thì sự ảnh hưởng của Phật giáo dưới vương triều Lý được thể hiện cụ thể ở những mặt nào ạ? Ngay khi mà cụ Lý Công Uẩn cụ lên ngôi thì những cái việc mà liên quan đến sự phát triển của đạo Phật ấy, là thể hiện rất là rõ, rất là nhiều sự kiện ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép về cái việc này. Ví dụ như là có thể có những cái vị sư là được tặng quốc sư, hay là trong rất nhiều những chính sách thì các vua nhà Lý quan tâm đến cái gì? Thứ nhất là xây dựng rất nhiều chùa. Lên ngôi mà cái thì cụ đã lên, cụ ra ngay một cái chiếu là những cái nơi nào chùa quán đổ nát thì xây dựng sửa chữa lại. Đấy. Và chỉ sau vài năm thôi thì cụ đã ra một cái quyết định là, tức là năm 2016 đấy, độ cho 1.000 tăng ở kinh đô Thăng Long. Độ tăng phát triển Phật giáo, xây dựng chùa phát triển Phật giáo, đúc chuông, soạn kinh, viết kinh. Trong đó có kinh Tam Tạng và kinh Đại Tạng. Và các chùa của thời Lý là cái trung tâm đào tạo trình độ cũng như là kiến thức cho các hoàng tử cũng như là các quan lại. Đấy, chùa là trường. Sự phát triển của Phật giáo cũng như là cái sự ảnh hưởng Phật giáo của các vị vua triều Lý trong một chừng mực nhất định và có thể nói là khá là quan trọng, đã ảnh hưởng đến cái tư tưởng trị nước của các vua thời Lý. Thưa Phó Giáo sư, có thể thấy rằng là đạo Phật trong thời Lý là một quốc giáo. Vậy thì cụ thể là đạo Phật trong thời Lý đã để lại những cái di sản gì cho đến tận bây giờ của chúng ta? Di sản có thể là vừa là ảnh hưởng cũng vừa là cái di sản văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Kiến trúc chùa tháp thời Lý vẫn còn, ví dụ chùa Diên Hữu chẳng hạn. Tức là ông Lý Thái Tông ông ấy mơ thấy được tòa sen, rồi sau đó ông hỏi nhà sư thì nhà sư mới cho xây một cái chùa Diên Hữu ở trong một cái chùa, mà bây giờ nó trở thành cái gọi là biểu tượng của Hà Nội đấy. Vâng. Thế còn về mặt di sản phi vật thể sao? Di sản phi vật thể thì như chúng ta nói là ảnh hưởng đến tư tưởng trị nước này,
rồi văn hóa xã hội này. Thế và đến bây giờ ấy là cái thơ văn Lý thời Lý nhá, để lại khá là phong phú. Tất nhiên là thất lạc nhiều, nhưng mà đến bây giờ là có thể đếm ra được là 67 vị tác giả là có thơ, có văn là in trong cái cuốn mà thơ văn Lý Trần tập 1 ấy. Trong cái, những cái tác giả đó thì có cả nhà vua, có cả quan lại và có cả tăng đồ. Và qua những cái tác phẩm thơ văn đó, ta có thể nghiên cứu được rất nhiều những cái vấn đề khác của thời Lý. Ví dụ như là cái chiếu giời đô là một cái di sản cực kỳ quý. Mặc dù ngắn thôi, nhưng mà nghiên cứu về cái chiếu giời đô đó là có thể thấy được nhiều vấn đề. Như vậy thì có thể thấy rằng là dưới vương triều Lý thì rõ ràng là Phật giáo đã rất là phát triển và đã để lại rất là nhiều di sản, cả về giáo lý, cả về văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư.